Ủa, anh Khánh, anh Khánh, anh Khánh về rồi. Chị đâu rồi? Ủa? Em chị đó kìa. Anh Khánh về. Anh Khánh về. Anh Khánh về. Anh Khánh về kìa. Anh Khánh về chắc phải đi chơi kìa. Anh Khánh về đó. Sao em chú ý em có làm cái gì vậy? Sao mặc đồ kỳ cục vậy? Anh Khánh về đâu? Má mày. Anh Khánh về kìa. Anh Khánh về dắt mày đi chơi kìa. Ừ, anh Khánh nói anh Khánh nhớ mày lắm. Anh Khánh nói nhớ mày lắm. Anh Khánh đâu? Chó nè. Anh Khánh đâu? Anh Khánh đâu? Anh Khánh. Anh Khánh hả? Anh Khánh. Mày muốn kiếm nó lắm đúng không? Anh Khánh đâu đâu? Mày muốn kiếm lắm đúng không? Anh Khánh của tao đâu? Anh Khánh mày là tao nè. Là tao nè chứ nào. Anh Khánh. Anh Khánh đang ở trển kìa. Anh Khánh đang ở trển. Chị Tuyết à, chị Tuyết gặp rồi. Anh Khánh, anh Khánh gì? Chị Tuyết gặp rồi, em buồn kêu nha. Chị Tuyết à, em buồn chưa? Bị gì vậy? Em tỉnh lại đi, cho thằng em từ anh từ. Anh Khánh gì vậy? Anh Khánh gì vậy? Tỉnh lại, anh Khánh chưa có về. Anh Khánh chưa có về. Anh Khánh chưa có về. Chị dụ em đúng không? Chị dụ về. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sao sáng giờ không đi ngủ mà làm gì ngoài này? Hả? Làm gì trốn trong kẹt trong hốc vậy? Hả? Còn mũi cắn là làm sao? Mặc đồ gì kỳ trời? Hả? Chị nhớ chị tắm rửa nhỏ rồi cho em đàng hoàng lắm mà. Đồ đẹp để gặp anh Khánh đó chị. Đồ đẹp đó. Chị bị gì vậy? Đi ngủ. Mày ngủ. Mày dám bỏ trốn tao hả? Quên nữa. Phải đi ra. Mày dám bỏ trốn tao hả? Má đó. Má mày. Bả không có trốn nè. Tao nói đi ra. Không có trốn. Mày không có trốn mày ra đó mày làm gì? Tao đi tìm anh Khánh mà. Mày đi tìm anh Khánh đâu trong đó? Mày muốn chết không? Mẹ, mày dư kìa. Mày muốn chết không? Đồ của em. Em làm cái gì hoài vậy sếp? Đúng không chị? Đúng không chị? Anh Khánh. Anh Khánh chưa có về. Anh Khánh chưa có về. Mình đi kiếm anh Khánh. Mình đi kiếm Khánh. Mình đi kiếm anh Khánh nha. Mình đi kiếm anh Khánh. Hồi nãy em nhìn anh Khánh về. Anh Khánh chưa có về. Em nhớ rồi. Hồi đó anh Khánh cũng thích chơi đó. Thích trốn với em để em trốn. Chị bây giờ vậy chị? Còn mặc đồ gì kỳ cục gì trời. Bớt giả phụ giả đi lại đi. Đồ là gì cơ vậy? Mày đánh tao là anh Khánh ha. Không có tha cho mày đâu. Mày chắc chưa? Được rồi em, buông ra đi. Mày chắc chưa con chó? Trúng nè. Mày muốn cái gì? Mày kế thằng Khánh nè. Thằng Khánh đéo là cái gì đây luôn á. Anh Khánh sẽ quýnh mày cho mày coi. Nó quýnh tao kiểu gì? Giờ sống chết chưa biết. Ở đó. Tao nói cho mày biết nha. Mày thích nó không? Hay là mày tính mày làm trà xanh nữa rồi. Mày thích nó tới cỡ vậy hả? Đúng không? Mày giấu anh Khánh ở đâu? Mày giấu anh Khánh ở đâu? À. Mày giấu anh cứ. Mày tao mặc đồ ngon lắm. Mày ra. Tao nói mày đi ra. Giờ mày muốn liên lại tốt mày không? Đi. Tại đây. Đi, tao dắt mày lên ăn Khánh. Mày đi ra. Con chó này là anh Khánh thích lắm. Con chó này nè. Mày có bị khùng không vậy? Nó là con mèo. Tao ngu của mày á. Không nhận ra con mèo con chó hả?
Đi, vô, đây con mở cái lồng ra cho. Mày chung vô chạy với nó. Chung vô, chung vô. Qua đây rồi vợ thôi nghe. Mà con nó làm nó sợ nữa. Bây giờ tinh thần của nó như vậy rồi em muốn như thế nào nữa đây? Tôi muốn như thế nào thì kệ tôi. Đi qua đây. Nó sợ. Tôi ra mày ra mày kêu. Kêu anh kêu anh tết. Kêu anh quỳ xuống. Quỳ xuống. Cái mồm phụ của mày á. Nói cho mày biết mày như là con chó thôi. Thì cũng chỉ là một con chó thôi. Anh Khánh. Ừ, muốn gặp anh Khánh lắm đúng không? Sủa đi, tao dắt đi gặp anh Khánh nè. Quỳ xuống sủa đi, tao dắt đi gặp anh Khánh. Đừng qua tháng gì cho. Sủa. Bây giờ tinh thần nó đã như vậy rồi, em còn ức hiếp nữa nữa. Đi lên hai lầu khác rồi đi ngủ. Mày ăn cũng được nữa đó, mày đang đói, mày có đang đói không? Ăn. Rồi. Mày gặp thằng Khánh. Quá đáng thì giờ thôi. Đi lên. Buông ra. Đi lên. Mày muốn gặp nó lắm rồi đúng không? Mày chắc chưa? Đi vô phòng với tao cho mày gặp. Anh Khánh đang trong phòng. Anh Khánh đang trong phòng. Để tao dắt mày vô phòng. Để tao dắt mày vô phòng. Đừng có làm gì với nó nữa. Vô phòng. Buông ra. Buông nó ra. Mày làm cái gì vậy? Bà đi ra nó nghe. Tao đang ẩm. Sao chị tao ra? Tao béo khách. Tao đang ẩm nó vô phòng. Chạy ra thôi. Không phải gì của mày. Chốt tao vô cái giày. Mày đừng có dụ nó. Tao dụ nó để được gì? Bà đi ra. Đi ra. Tránh xa bàn tay cho bẩn nó mấy người ra nghe. Dạ, dẫn đi. Anh Khánh. Chị ra bên đây với em. Quỳ xuống.
nên nhớ, đừng có chống với tao. Mày muốn Út mình vui vẻ đúng không? Muốn không? Sao mày kè kè theo nó hoài vậy? Bánh đôi kẹp, bánh đôi kẹp. Kè kiếm coi có thằng thánh của mày không? Hay là nó chết quách ở đâu rồi? Trời, sổn đồ đẹp đi. Giờ anh thánh dắt đi chơi. Sổn đại đi. Đúng rồi, nó làm đồ đẹp nè. Tóc nè. Đúng rồi. Trên, lại đây đắm cái chân cho tao. Đúng rồi, giờ tao làm cho mày áo vô. À, mày không muốn cho, mày không muốn đắm thì tao kêu Út mày lại đắm nha. Đắm đại lên. Đồ đẹp chưa nè. Giờ khùng không ra khùng điên, không ra điên. Còn lại đánh lôi, đánh mắt nữa, trời mình lên lên. Đẹp không? Đẹp chứ? Đúng rồi, đẹp rồi. Nó đẹp hả? Ừ. Dạ gì? Dạ 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 tao đi. Tao dẫn mày đi nè. Tao dắt mày đi vô đây. Thánh về anh, 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 Thánh về anh,